À, mời anh em cùng tìm hiểu một chiếc âm ly rất là hay, rất là đẹp của một cái hãng. Hãng này thì không được tên tuổi cho lắm, nhưng mà anh em sở hữu em này thì được chất âm, được về mọi cái luôn. Anh em bỏ qua cái yếu tố thương hiệu nhé. Em bán đồ bãi em luôn nhắc đến cái yếu tố thương hiệu, bởi vì cái yếu tố thương hiệu nó làm cho cái giá thành của sản phẩm nó đội lên rất là nhiều. Trước này chất âm nó rất hay, nhưng mà cái thương hiệu này, khi một cái thương hiệu mà ngay cả hãng người ta cũng không gọi là chú trọng để PR cái thương hiệu, cho nên là những cái đồ dân dụng của Yamaha các bác biết rồi, nó rất là hẩm hiu về cái giá. Còn đồ biểu diễn của Yamaha thì người ta làm gọi là chuyên nghiệp hơn. Anh em nhìn tất cả phần chân rắc đều mạ vàng rất đẹp. Rồi anh em nhìn cầu loa, anh em chơi lâu năm sẽ hiểu. Một chiếc âm ly chất lượng, điện 100V, công suất 180W. Đây là một em âm ly đẹp, gần như mới luôn. Thiết kế của em nó thì có thể nói là với những cái dòng âm ly mà cùng cái thời điểm nó ra đời ấy, thì đây là một chiếc âm ly có thể gọi là đi trước thời đại luôn. Từ cái thiết kế nhìn mặt nó rất là hiện đại. Âm ly 2 kênh stereo nghe nhạc Yamaha AX596, mặt vàng. Thiết kế nếu để như này các bác nhìn nó rất là hiện đại, nó ít nút. Chỉnh nó thì các bác sẽ mở cái band này ra, toàn bộ các cái phím chỉnh âm sắc ở đây, cho chơi cặp loa A hoặc là cả hai cặp A hoặc B hoặc cặp B không thôi. Điện 100V. Đó, mặt phay gold rất là đẹp luôn. Em này có một cái hay nữa ở em này, đó là sử dụng cái lao lớt, là lao lớt chiết áp. Này, lao lớt chiết áp là gì? Nó là lao lớt vặn như thế này, gọi là chiết áp. Nó tiết lưu, bình thường bát tép thì tiết lưu dòng bát, dòng tép thì những cái này thôi. Nó để tinh chỉnh cái lao lớt, để các bác có thể tinh chỉnh cái độ mạnh, độ nhẹ của lao lớt, tức là tép bát nhiều hay ít. Cái này nó rất là ưu việt, anh em nào chơi rồi mới thấy nó ưu việt. Nếu mà chỉ một nút chiết áp, chỉ một cái nút bấm lao lớt không ấy, thì khi đôi khi anh em ấn vào thì tiếng bát, tiếng tép nó lại nhiều quá, nhả ra nó lại ít quá. Nhưng khi chiết áp thì anh em sẽ tinh chỉnh được phù hợp với cái nhu cầu, với cái gu của cái bài nhạc. Một chiếc âm ly đẹp xuất sắc vừa về. Giá em sẽ để ở tiêu đề tin. Các bác quan tâm đến em này thì alo cho em. Em nghĩ với chiếc âm ly này sẽ phù hợp với những anh em chơi phổ thông, chơi bình dân. Và quan trọng nữa là gì? Chơi bình dân rồi, nhưng quan trọng nữa là không nặng về thương hiệu. Rồi, xin chân thành cảm ơn các bác.